Hôm nay thì cô sẽ dạy về một số cái thành ngữ nhé. Chúng ta sẽ dùng cho cái phần speaking. Em lưu ý cho cô này, cái cùng thành ngữ đầu tiên mà cô sẽ muốn giới thiệu cho các con ngày hôm nay đó là về family relationship, mối quan hệ trong gia đình. Đó chính là cái cùng thành ngữ là a twinkle in one's father's eye. Khi ta dùng cụm từ này thì có nghĩa là như là mình sẽ nói trong một tình huống mà em thấy ai đó còn rất là nhỏ, thay vì mình nói là anh ta còn nhỏ. He's a too small to leader, thì mình sẽ dùng từ cụm từ cho a twinkle in one's in his father's eyes, có nghĩa là trong mắt của bố mẹ anh ta thì anh ta còn rất là bé nhỏ. Đây, cái cụm từ này thì nó sẽ thay cho cụm từ là he's a leader, vẫn còn nhỏ ấy nhá. Nhưng mà cụm từ này nó rất là hay. Twinkle in his father's eyes, thế nào? Một cụm từ nữa mà có một đề tiêu trong buổi này cho là con là cụm từ fly the net. Ví dụ như là em dịch một cách mà literally, nghĩa là nghĩa đen thì nó có nghĩa là rơi tổ đúng không? Là khi mà cô dùng cụm từ rơi tổ thì mình biết là trong tình huống này thì nó sẽ dùng như thế nào rồi đúng không? Fly the net thì nó sẽ dùng trong trường hợp mà mình muốn nói về ai đó mà muốn sống xa gia đình, sống tự lập ấy. Đấy. Mình sẽ dùng cụm từ là fly the net nha. Muốn xây dựng đi, muốn bay ra khỏi tổ đúng không? Hiểu cách nôm na là như vậy. Rồi, tiếp. Như cả các mối quan hệ trong gia đình thì cũng sẽ có một cái từ nữa cũng thấy khá thú vị, đó là cụm từ đó là splitting image, có nghĩa là ai mà giống hệt ai. Ví dụ như anh ta là giống hệt cha mình thì mình sẽ dùng là he is the splitting image with father, đúng không? Có nghĩa là giống hệt cha mình luôn, giống hệt nhau, người ta dùng những cụm từ này. Như bản sao đúng không? Một hình ảnh nhân đối, một hình ảnh tách ra, thêm nhiều cách nôm na là đó là bản sao, anh ta là bản sao của bố anh này đúng không? Hoặc là tương tự cái từ bản sao thì có một cái từ nữa nó cũng rất là hay là a real chip of the old block đúng không? Là một hình ảnh đúng không? Bản sao, hai từ này giống nhau. Còn nếu như cảm thấy từ này khó nhiều quá thì ta tập trung vào cái từ là be the splitting image nhé. Bản sao của cái gì nó có truyền thống trong một cái gia đình, tức là kiểu nôi á, ta hay dùng là từ nôi đúng không? Ví dụ như là cái nhà này thì có nôi là cao đấy, thì mình sẽ nói là hoặc là nhà này là rất là thông minh kiểu như vậy đúng không? Thì mình sẽ dùng cái cụm từ về như intelligence running this family, running the family, có nghĩa là cái sự thông minh thì nó là một cái đặc tính của cái nhà này, thì ta dùng được cụm từ là run in the family, được chưa? Rồi, nearest and dearest là thân thuộc. À, thân thuộc thì mình nói là thay vì mình dùng cái cụm từ là các cái thành viên trong gia đình thì mình cảm thấy nó có cái từ, tức là ngoài cái từ là family members thì mình dùng thêm cho cái cụm từ đó là nearest and dearest members, thì nó sẽ hay rất là nhiều những cái thành viên mà thân thuộc những người thân với mình nhất nhé, thì ta dùng cái cụm từ này. Ok thẳng rồi. Ai là họ hàng đó, ví dụ như mình dùng cụm từ ai là họ hàng con cái trong nhà thì chúng ta dùng cụm từ là own flesh and blood, máu và thịt đúng không em? Tức là con cái trong nhà thì ví dụ như mình nói bạn tỉnh cô gái về âm thanh, ta tắt cái tiếng nó cô gái như thế nào, thì mình sẽ nói là cái gì nhỉ? He is my own flesh and blood. Thì khi em dùng câu đấy thì người ta sẽ hiểu nôm na là anh ta là họ hàng của em. Nha. Nói chung là người có quan hệ máu mủ, họ hàng, own flesh and blood, được chưa nào? Được rồi đúng không? Đối lập với cái từ fly the net, tức là sống tự lập, cái này cô vừa nói đúng không? Thì mình sẽ có cái cụm từ là live in each other's pocket. Nha, live in each other's pocket có nghĩa là sống gần nhau, sống xung quanh nhau, tức là sống phụ thuộc với nhau ấy. Sống sống gần nhau, hiểu cách nôm na như vậy. Thì cái cặp này và cặp này thì có thể hiểu cách nôm na là nó sẽ hơi trái ngược tí xíu. Tức là một số bạn trẻ thì ngày nay rất thích live in một số bạn trẻ và bố mẹ của họ đúng không, thì sẽ là the parents thì rất là thích là live in each other's pocket, thích sống gần nhau, sống cùng với nhau. Nhưng một số bạn trẻ thì youngster thì người ta thích là fly the net đó, thì mình mới cặp câu đối lập nhé. Ngoan gặp câu đối lập mấy cho cô. Được chưa? Có cái ví không? Không cái ví thì chụp lại nhá. Được chưa?
chuyển tiếp này thì cô review lại một lần nữa nhá, nhắc lại tí nữa này, nếu mà chưa mình nói là ai đó con nhỏ đúng không, tức là mình thì cảm thấy là bố mẹ thì luôn cảm thấy con cái đó rất là bé nhỏ trong mắt họ đúng không, nên cứ cùng thưa bé nhỏ trong mắt của họ thì có thể em sẽ nghĩ là mình sẽ bảo little in their eyes, mình sẽ nghĩ là như vậy, nhưng mà thực ra chúng ta sẽ không dùng cùng đấy, mà chúng ta dùng cho có cùng thưa là twinkle in his father's eyes đúng không? Rồi sống cùng cha mẹ hoặc là sống gần cha mẹ thì ta dùng cụm từ là bố mẹ và con cái sống gần nhau, ta cũng từ live in each other's pocket. Còn nếu như mà rời tổ mà tức là xây dựng một sống tự lập thì ta dùng cụm từ là fly the nest đúng không? Ai đó mà giống hệt đúng không? Tức là con cái giống hệt cha mẹ, ta dùng cụm từ là the splitting image hoặc là cụm từ là a bit of the block, được chưa? Cái gì là có nôi ấy, tức là nó là đặc tính của cái gia đình thì ta dùng cụm từ là running the family, người thân họ hàng ta dùng cụm từ là own flesh and blood đúng không? Và các thành viên thân thuộc trong gia đình, người thân của mình người ta dùng cụm từ là near it and dear it, được chưa? Kịp không? Không kịp thì chụp lại nhá, chuyện này tiếp. Cô thầy giới thiệu cho các em thêm một số cụm nữa. Rồi về bạn bè này, đó là nói về gia đình nhá, gia đình thì tương tự mình sẽ nói những câu là mình giống hệt bố này đúng không, rồi là cái gì đấy, mình có đặc tính giống bố này, là người thân trong gia đình thì người thân thuộc với mình này. Còn bạn bè thì chúng ta sẽ có một số cái từ ví dụ như là bạn bè và một số các cái mối quan hệ khác như tình cảm những cái gì đấy, thì ta sẽ có những cụm từ là go back a long way, ai mà là bạn mà em chơi rất lâu đấy, tức là em mà đã biết have known someone for a long time, nếu em biết ai đó trong khoảng thời gian rất lâu rồi thì mình sẽ nói là we have gone back a long way, tức là mình và họ đã biết với nhau rất lâu rồi nhá, back a long way, được chưa? Thì bạn thì cũng sẽ có một số cái kiểu bạn mà cô sẽ muốn nói đấy, ví dụ như là cái bạn mà ta gọi là bạn cơ hội, một người mà kiểu chỉ chơi với mình là vì họ muốn lấy cái gì để từ mình thôi, thì mình có cụm từ là a fair weather friend, một người bạn mà muốn lợi dụng mình ấy, take advantage. Còn chúng ta thì ta hay dùng cụm từ là fair weather friend, gió chiều nào thì lấy chiều đó đúng không? Nhưng mà bên cạnh người bạn như thế này thì sẽ có một người bạn mà sẽ cùng mình vượt qua khó khăn đúng không? Cái cụm từ là vượt qua cả khi sóng gió, ta có cụm từ là ups and downs, cái đó thì nó cũng rất là quen rồi, hoặc là walks and win đúng không, cũng rất là quen thuộc với em rồi đúng không? Vì chúng ta có thêm một cụm từ nữa là người mà nó sẽ stand by us through thick and thin, có nghĩa là đi xuyên qua những cái khó khăn vất vả đúng không, đối mặt với những khó khăn vất vả, ta dùng cụm từ là through thick and thin đúng không? Người mà sẽ luôn luôn là một người nguồn sức mạnh cho chúng ta, tower of strength, tức là người luôn luôn ở bên cạnh này, supporter này, hỗ trợ cho chúng ta này đúng không, đưa chúng ta những lời khuyên này, những người mà chúng ta có thể put trust in này đúng không, là một nguồn sức mạnh, được chưa? Đúng nào, hoặc là một người mà nếu như chúng ta có một ai đó để lắng nghe, ta có một ai đó lắng nghe thì em sẽ chúng ta những dịch mà kiểu literally nghĩa là dịch một kiểu nghĩa đen từng từ một, thì mình sẽ nói là have someone listen to us đúng không, thì mình có thể dùng cụm từ là have ears of someone, và có ai đó lắng nghe chúng ta chẳng hạn đấy nha. Ngoài từ này thì hẳn sẽ còn một số từ nữa, để thực ra là nếu như mà nói về các cái mối quan hệ trong xã hội thì có nhiều từ lắm, và trong cái khuôn khổ này thì gần như là cô chỉ mang cách giới thiệu một số kiểu bạn, một số một kiểu quan hệ thôi đúng không? Thế còn mà cái từ mà liên quan đến ví dụ như là giao du, đi chơi với nhau, rồi hòa hợp với nhau thì từ đấy thì nó nhiều lắm ha, và chúng ta sẽ học dần trong khuôn khổ của những buổi khác nữa. Được chưa? Có một cái bạn mà có khuyên cáo đức trọng, tức là bạn mà kiểu tay nó là có người sáng này đúng không, một bắt quang làm hò để mình hiểu cách nôm na trong tình huống này nữa, nếu như mà mình có một cái bạn của mình mà người ta có là khuyên cáo chức trọng có địa vị trong xã hội thì chúng ta dùng cụm từ have friend in high places đúng không? Đấy. Thì có rất nhiều người ghẻ mà họ rất thích là rub shoulders with, có nghĩa là rất là thích làm quen, tức là rất là thích hiểu, mình hiểu anh Luna là bám bám ấy, bám với những cái người bạn mà gọi là friends in high places đúng không, thì chắc là để gì, để có thể giúp họ thấu thích and thin thôi, giúp họ vượt qua những cái sóng gió đúng không, thay vì là một người bạn là fair fair weather friend, một người mà chỉ chăm chăm vào việc lười chúng mình thôi đúng chưa. Vậy thì cái cụm từ này nó cũng rất là hay này. Footloose and fancy free là một người bạn mà hiểu cách nôm na là
một người mà người ta sẽ không có trách nhiệm gì đâu, em hiểu cách nôm na là không có trách nhiệm thì mình sẽ nghĩ ngay cái cụm từ là irresponsible đúng không? Thì bây giờ chúng ta không dùng từ irresponsible nữa mà chúng ta dùng cho cụm từ là footloose and fancy free. Một người mà người ta muốn mối quan hệ mà không muốn có sự ràng buộc nào cả, và một người mà không muốn có một tí trách nhiệm nào cả thì ta dùng cho cụm từ là footloose and fancy free. Được chưa? Đó. Còn cụm từ give you the time of the day thì có nghĩa là cho mình thời gian để nghỉ ngơi. Thì mình hiểu là có một số cái mối quan hệ bạn bè thì người ta rất là phiền đó. Thực sự rất là chắc cuộc và người ta sẽ won't give me, won't give you the time of the day, tức là người ta sẽ không cho mình cái khoảng thời gian dễ chịu đâu, hiểu cách đúng ná là như vậy. Được chưa? Đây là một số cái từ cũng rất là hay về friends, một số kiểu friends đó, một số cái mối quan hệ khi kịp up. Rồi như chốt lại này, một người bạn lâu năm thì mình có thể, tức là có rất nhiều từ có thể nghĩa là người bạn lâu năm đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể dùng cụm từ là go back a long way để diễn tả mối quan hệ lâu tên đúng không? We have gone back a long way. Mình đã biết người ta rất lâu rồi, chỉ một mối quan hệ lâu năm nhá. Bạn thì có bạn lâu năm đúng không? Ngoài ra thì sẽ có những cái mối quan hệ như là lợi dụng nhau, như là fair weather friend đúng không? Một người bạn mà kiểu thời vụ, thời tiết thì đấy, nói chung là những người mà liên quan đến mang cơ hội. Nhưng mà cũng sẽ có những cái người bạn mà gì cái em nhà thực sự là một nguồn sức mạnh, tức là người mà sẽ support cho chúng ta đúng không? Thì hẳn a tower of strength, hoặc là cụm từ mà through thick and thin thì để mô tả một mối quan hệ nó đã bền chặt như vậy. Nhưng bên cạnh mối quan hệ bền chặt như thế này thì sẽ có những mối quan hệ cũng rất là lỏng lẻo, ví dụ như là tại sao cô đứng dậy mà các em lại gọi cho cô thế, đứa này thì gọi làm sao được, cái gì đây các em nhỉ? Thì sẽ là một mối quan hệ mà gì đấy, một quan hệ là gì kém nhà giúp nhau vượt qua, thì cũng sẽ có những mối quan hệ mà chúng ta thấy rất là footloose and fancy free, tức là không có cái trách nhiệm gì cả đó. Đúng không? Rồi cũng có thể là có những người bạn họ chỉ là mình chỉ muốn rock the shadow with, có nghĩa là mình chỉ muốn kết thân với họ vì cái quyền lợi nhất định thôi. Đó. Những người mà có cái gì kém nhà, có một cái vị trí cao trong xã hội, ta gọi là in high places đúng không? Vậy đây là có một số kiểu bạn này, bạn lâu năm này, đấy, bạn thời vụ này, bạn mà luôn luôn ở bên chúng ta khi khó khăn này, bạn mà kiểu cũng kiểu vô trách nhiệm này, bạn mà có thể có quyền cao chức trọng để giúp đỡ mình này, đúng không? Vân vân. Một số cái từ về mối quan hệ, một số kiểu bạn nhé. Sau đó em có thể nếu mình có thể nói thì mình sẽ nói về cái này thì hẳn sẽ có một số cụm từ có nghĩa là so sánh và tương phản với nhau đúng không? Cô còn nói kém thôi, chúng ta muốn nói dài thì chúng ta hay sử dụng cặp câu so sánh tương phản, đúng chưa? Tại vì như trước đây trong quá khứ thì mình đã từng là thích có mình không quan tâm đến cái việc là kiểu bạn nào thì mình sẽ chơi một người bạn fair weather friend cũng được đúng không? Nhưng mà dần dần thì em cùng với thời gian, with the passage of time thì nhiều thứ nó đã change, so và cái quan điểm của mình, cái opinion của mình, cái views của mình về cái friendship thì nó cũng đã thay đổi một cách đáng kể, là nó đã change một cách radically đúng không? Bây giờ mình cần một người bạn mà có thể là stand by us through thick and thin, một người bạn mà có thể là being a tower of strength khi mà when we need them đúng không? Khi mà chúng ta cần họ. Đấy, là em sử dụng cặp câu so sánh tương phản thay vì đúng không? Và instead of một người bạn mà ta gọi là footloose and fancy free. Đấy. Đúng không? Being footloose and fancy free. Đó. Thì em lưu ý cho cô, đây là một cái cặp. Ở đây thì có một số từ nó là so sánh, mình có thể sử dụng cặp so sánh tương phản được đúng không? Thì mình đặt trong cái câu so sánh trước đây và bây giờ này. Thì để mình làm cái cái kiểu mà so sánh tương phản như vậy, làm bài nói của mình thứ nhất nó dài hơn này, từ mình phố được nhiều hơn này, kiểu mình có cả cái điểm từ ngữ pháp này, vân vân. Mà lưu ý chi tiết này nhá. Đấy, mình sẽ dùng cả cặp luôn. Mình tăng độ dài bài nói của mình. Đấy. Rồi tiếp tục cô thêm cho cái một số cái từ vựng nữa. Đó là rồi cái này là bắt đầu mô tả về bạn này, thì sẽ có những người bạn mà có những cái đặc tính mà mình rất là thích, nó mô tả về tính cách nhá, rất là hay. Ví dụ như một người mà hiểu biết nhá, thì em dùng vô cụm từ là a mind of information, một người là có rất nhiều thông tin, tức là he or she sẽ know a thing or two about it. Cụm từ know a thing, one thing or two about it có nghĩa là sẽ biết một cái gì đó, tức là hiểu biết nhiều ấy. Mình sẽ dùng cụm từ này, hoặc là em có thể dùng cụm từ là một người hiểu biết, thì mình sẽ dùng cụm từ a mind of information. Cứ đến hỏi cô ta đi, don't ask her, đúng không? Cô ta là a mind of information, có rất nhiều thông tin đó.
đúng không? Đó. Thế còn một cụm từ nữa là men, many parts of a woman cũng được nha. Many parts có nghĩa là một người có rất nhiều tay lệ. Cô ta tôi thì have but two left feet, tôi thì không biết nhảy, thân hai cái chân trái đúng không? Nhưng mà cô ta thì nhảy rất là giỏi, tức là một cái consummate dancer đúng không? Cô ấy thực sự là một cái woman of many parts, cô ấy thực sự là một người biết rất nhiều tài lệ. Đấy, women of many parts. Thì cái từ mà này là bằng từ plenty of strength to her bows các em này. Hai cái này giống nhau, tức là cô ta hai cái cùng này là giống nhau. Men cũng được mà women cũng được nha, nhưng mà khi mà nói phụ nữ ta phải dùng women. Thì cái kiểu này thì mình sẽ hiểu cách nôm na đó chính là có rất nhiều tài lệ. Đúng không? With a kid thông minh. Thông minh, một đứa trẻ rất là thông minh. Đúng không? Brainy đó, đúng chưa? Còn get up and go thì nó có nghĩa là có rất nhiều năng lượng. Full up, get up and go. She has cô ấy có rất nhiều năng lượng thì nó thực ra là cụm từ có nhiều năng lượng thì hẳn có rất nhiều cụm từ để thể hiện cái tinh thần đó. Đúng không? Get up and go có nghĩa là luôn luôn đi đấy. Thì một cách đúng mà là cô ấy có một cái boundless energy. Được chưa? Tràn đầy năng lượng. Đấy là một số cái từ khá là tích cực nha. Có sẽ đi để mình mô tả. Một số người kết hợp với cụm từ lúc nãy, kết hợp với cụm từ lúc nãy thì mình sẽ bảo là gì, tôi trước đây tôi đã từng không có quan tâm lắm, thật sự là mình cũng không có care much về cái vấn đề là what type relationship I would establish, đúng không? Mình sẽ thiết lập đúng không? Có thể là thì mình sẵn sàng là be friend với một cái fair weather friend, mình có thể sẵn sàng là cái gì đấy em nhỉ, tức là hang out hoặc là hang around with, đúng không? Mình đi chơi với những người bạn thân vô, nhưng mà cùng với thời gian thì mọi thứ như thứ đã thay đổi. Bây giờ thì mình thích một người mà người ta có thể là tower strength, một người mà có thể là stand by us đúng không, full tech and team cho những cái người giúp mình vượt qua khó khăn đúng không. Thì với cho nên là thường thường những cái người mà như vậy thì sẽ là còn và em có thể hoàn toàn kể mình có một số người bạn mà thực sự là đã giúp mình rất là nhiều, một người bạn mà thực sự là my mind of information đó, một người bạn mà thực sự rất là get up and go, rất là nhiều năng lượng tích cực truyền đạt, họ lan tỏa cái thông điệp tích cực cho mình đúng không, và một người là thì cái là rất là có nhiều tài lẻ. Cái này thì mình có thể kể nhá, kể câu chuyện về về khả năng của một một người bạn của mình ha, để minh họa. Đấy là những cái đặc tính mô tả người rất là tích cực nhé, mình có thể là mình dùng trong cái bài nói của mình, nhớ được không? Chuyển nhá, không nghĩ kịp thì chụp nhá, câu chuyện này chuyển tiếp này, xem còn thông tin gì nữa không. Rồi thế bây giờ sẽ có một số cái lúc nãy là positive đúng không, thì cũng một lần nữa thôi là cô khi dạy thì cô cố gắng đưa cả cái từ vừa có tích cực positive và cứ vừa cái negative, thì khi trong quá trình nói mình cố gắng mình đưa cho cô cả hai nhá. Được chưa? Thực ra thì Gladden for Vanishment là một người mà ta gọi là hay tìm khó. Em có hiểu từ Gladden for Vanishment là gì không? Tức là một người hay tìm khó, tức là cái việc dễ thì cũng làm, nhưng mà thích là đâm đầu vào tay đa đua, hay đâm thích đâm đầu vào tường, thích làm những cái việc nặng nhọc. Tức mà kiểu là không cần thiết ấy. Đó, chứ không phải theo kiểu là cái bài hát mà chúng ta hay nghe là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ để dành cho ai, không phải kiểu như vậy. Mà Gladden for Punishment là một cụm từ chúng ta nói cho những người mà hãy tìm khó, dễ con đường dễ thì cũng làm, mà hãy thay thích đi làm con đường khó đó. Một từ nữa để mô tả về tính cách nữa đó là một cái người mà highly strung, cũng là một cái người mà thường xuyên nervous, có những cái năng lượng tiêu cực mà có thể là spill over, làm ảnh hưởng đến người khác. À đấy, chính xác từ này này. Từ này thì nó dùng trong tình huống là cái năng lượng tiêu cực của họ nó dễ spill over, có nghĩa là dễ ảnh hưởng đến thằng wet blanket. Một cái người mà kiểu luôn luôn ủ dột đúng không? Wet đúng không? Là ẩm ướt, blanket là cái chăn đúng không? Là một cái chăn ẩm ướt nó luôn luôn là gì em nhỉ? Kiểu cái nào cũng ủ dột và cái năng lượng của họ rất là tiêu cực. Họ ảnh hưởng đến những người xung quanh, người ta sẽ dùng là wet blanket. Đúng không? Wet blanket. Được chưa? Play the fool thì kiểu ngốc nghếch đúng không? Những người hay làm cái trò kiểu là hài hước để làm người khác buồn cười ấy, đấy. Đúng không? Rồi tiếp tục, look out for number one. Cùng tôi đây rất hay đấy. Những người mà luôn luôn tìm vị trí số 1, tức là những người như nào cũng được, ích kỷ. Đúng không? Luôn luôn phải giành vị trí đầu tiên, thì đó là những người ích kỷ. Look out for number one. Đúng không? Eat somebody for breakfast là một người sẽ thường xuyên chỉ trích và tấn công người khác. Có những người có sở thích là chỉ thích chỉ, người ta gọi là pick holes, đúng không?
Pickle chỉ có nghĩa là những người mà rất thích là split hair, xong rồi là rất thích buổi lông tinh tế. Những người mà rất thích là eat something for breakfast, rất thích argue the toss, có nghĩa là thích cứ 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 cãi lại, cái một cãi lại. Và những người rất là thích cái bưởi lông tim vết, những người mà rất thích tấn công người ta. Eat somebody for breakfast, tấn công đây không phải là tấn công bằng đánh hay là đập hay là gì nào, cái tấn công bằng lời nói, tức là chỉ trích các bạn, bưởi móc chỉ trích người ta. Eat somebody for breakfast. Đúng không? A loser can, có nghĩa là một cái từ để tả về một người mà không đáng tin cậy, tức là một người mà em không thể put trust in, không thể đặt niềm tin vào, thì ta sẽ dùng từ loser can. Đúng không? Đây là một số cái đặc tính xấu. Thì mình dùng sử dụng kết hợp với một số cái đặc tính tốt bên kia, đúng không? Ví dụ như là a fair weather friend, một người bạn theo thời vụ, một người bạn mà lười dùng móc, thì người ta sẽ nói những người bạn này thì họ có thể là gì cái em nhỉ, ích kỷ, look out for the number one, một người mà sẵn sàng tấn công bạn. Ready to eat some before breakfast, sẵn sàng tấn công bạn khi mà gì em nhỉ, bạn không còn giá trị lợi dụng được họ nữa. Đúng em, đấy cái kiểu như vậy thì mình có thể kết hợp một số cụm từ. Highly strong và wet blanket thì có thể đi kẹp với nhau, một người mà hay lo lắng và một người mà hay ủ rột đấy, hai cái từ này thì mình hoàn toàn có thể đi với nhau được. Đi với nhau được. Thì nhớ cho cô nhé, khi nói thì mình sẽ cố gắng nói cả cái cặp lời và cả cái cặp hai đứa. Đúng không? Rồi, bây giờ ôn lại một tí về cái cặp lười và cặp hài này nhá. Còn một số từ nữa em, nhưng mà chắc là cô không nói buổi hôm nay mà cô cảm giác không kịp nữa. Không, đúng không? Ok, không kịp nữa. Rồi, là ta sẽ chốt lại là nhắc lại một số tí, một số từ trong cái buổi hôm nay. Em ngồi yên để thầy mình chụp điểm danh đã xong đâu. Đấy. Ví dụ như con rất là bé nhỏ, bé bỏng trong mắt của ai đó, ta dùng cái cụm từ là twinkles in one's father's eyes. Muốn rơi tổ thì tức là muốn sống cuộc đời tự lập thì ta dùng cụm từ là fly the nest. Muốn mà sống gần cha mẹ để con phụ thuộc thì ta sẽ dùng cụm từ là live in each other's pocket, sống gần nhau. Đúng không? Giống hệt thì ta có hình thức là có cái từ là splitting image up hoặc là a real chip of the block. Giống. Đó. Giống này thì chúng ta có thể nói một số cái đặc tính là one in the family, ba cụm từ này nó hoàn toàn là đi kép với nhau. Đúng không? Còn near it and dear it có nghĩa là thân thuộc ấy, thì cụm từ là máu máu mủ ruột thịt, hai cụm từ này cũng có thể thay thế cho nhau. Đúng không? Near it and dear it family members hoặc là he's my own flesh and blood, được, hai cụm từ đấy hoàn toàn có thể interchangeable với nhau được trong rất nhiều tình huống khác nhau. Đúng chưa? Rồi tiếp, còn về các cái loại bàn thì ta nhớ cho cô, ta sẽ có một số kiểu bàn mà cần phải xem xét ở đây. Bạn thời vụ, chúng ta dùng từ là fair weather friends, một người bạn mà giúp mình vượt qua khó khăn là một nguồn sức mạnh thì lại là một từ khác. Một người bạn thân lâu năm, ok, là một người bạn mà có thể là cho mình cái khoảng thời gian dễ chịu, ok, đúng không? Hoặc là một cái người bạn đấy là xấu này, thì đây cũng có thể là xấu, một người bạn mà hơi vô trách nhiệm, stay footloose and fancy free, mà không có trách nhiệm gì cả. Đúng không? Còn cụm từ này thì nó là bạn bè có chức vụ hay là mình thích là làm thân với ai mà có chức vụ thì ta dùng cụm từ là rub shoulder with. Đúng không? Rồi, về về một số cái nét tính cách này thì các em học có một số kỷ niệm rất là hay, đó là đặc tính ví dụ là người rất là thông minh, một người mà có nhiều thông tin ta gọi là mine information, một người có nhiều tài lẻ ta gọi là man of women of many parts hoặc là have plenty of string to her bows, hai cái này giống nhau. A wizard kiss là thông minh nha, còn get up and go luôn luôn dậy và đi, tức là rất nhiều năng lượng. Đúng chưa? Còn tiêu cực này thì chúng ta sẽ có một số các cụm từ khá là hay ho đối với tiêu cực, như là một cái người mà ta gọi là tim tim gì là có nhớ không? Những người mà ta gọi là rất thích tìm tìm cứ tìm khó ấy, luôn luôn làm một cách là nó phức tạp lên, làm mọi thứ phức tạp lên, ta có cái từ rất là hay gọi là từ make hard to work up đấy. Make hard work up, tức là làm mọi thứ nó to tát lên. Bình thường cái cô gì, cô ca sĩ gì, chị cô có dùng cụm từ là people make it complicated, đúng không? Mọi người làm nó phức tạp lên, đúng không? Thì cái cụm từ đấy thì nó thực ra nó rất là xoang, thì mình có thể dùng cụm từ là make hard work up something, tức là làm to chuyện ra, đúng không? Đấy, thì em lưu ý cho cô chi tiết này. Thì một người tìm khó, cái này thì cũng không hẳn là nó đồng nghĩa hoàn toàn với cái từ mà cô đang giới thiệu đấy. A glutton for punishment, tức là một người luôn luôn tìm cái con đường dễ thì không đi mà cứ thích tìm một con đường khó khăn. Đấy. Highly strung và cái từ wet blanket thì có thể dùng cặp với nhau, có nghĩa là lo lắng và gì em hay ủ rột. Đúng không? Ngốc nghếch, từ này là ngốc nghếch ha. Look out for number one, ích kỷ, người mà luôn luôn tìm vị trí số 1.
đặt mình lên trên người khác đúng không? Lose Cannon thì là một người không đáng tin cậy, và đây là một người hay chỉ trích tấn công người khác, một người hay thích là bởi lông tìm vết. Nãy như cô có nói quá cái từ bởi lông tìm vết mà cô giới thiệu rất nhiều lần, đó mình đã nhớ chưa? Rồi hôm nay đến đây tất cả lớp nha.